dùng mà tính xe để mà chi trả cho. Thì thôi á là cái xe đó là một cái loại xe đúng không? Cho một cái đô. Cái đô đó sẽ lái trong cái xe đó. Đó, cái xe. Tại sao không được? Rồi, tại sao là như vậy? Khi mà mình học bài học về xe đua F1 này á thì mình sẽ tìm hiểu rõ hơn ha. Cái thứ nhất á, chiếc xe đua F1 nó khác với chiếc xe đua thông thường ở điểm sức gió. Rồi, ok. Rồi, thì mình sẽ cùng nhau thảo luận nghiên cứu để thay đổi kết cấu mô hình chiếc xe của mình, và mình sẽ tổ chức đố những cái kiến thức mà mình đã học được. Rồi, bây giờ các bạn giúp thầy bấm vào nút. Rồi, mình nó không có giống như là chiếc xe đua ngày nay, mà chiếc xe đua nó sẽ giống như thế nào thì bây giờ mình sẽ xem cái đoạn video clip này giúp thầy hả. Rồi các bạn, mình bấm ở trong màn hình giúp thầy nhớ như thế nào. Oh my god.
Vậy sớm này nó xong rồi. Mời ông Nguyễn Quốc Bảo là phó giám đốc của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ngay bây giờ. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi trước khi chúng ta tham quan y tế các khu vực của phòng thí thực hiện kiểu gì nói, tôi xin phép nói tổng quan để các sắp kết được nâng cấp và mở rộng từ cái thư viện cũ trước đây, thư viện thiếu nhi cũ trước đây. Và không gian này hiện nay nó gồm có nhiều khu vực như phòng tập STEM, đó là những khu vực chính. Cái khu vực mà quan trọng nhất, khu vực là cái khu vực để học STEM và nội dung STEM. Như anh Thông ở những lớp STEM khoa vui thì chúng ta đang thấy các em đang hình ảnh ở đây để cho các em có thể tìm hiểu khám phá và các em có thể những cái môn khoa học gắn vào thực tế để các em sẽ hiểu hơn và thực tế hơn. Tiếp theo. Tôi xin mời các vị khách hàng gia mời các vị khách VIP sẽ đến với khu vực tiên quan. Xin được mời các vị đại diện các cơ quan báo chí và truyền thông. Đây là một căn phòng rất là đặc biệt, nó sẽ chứa là 10 thành viên để trải nghiệm tiên quan và thu hút rất nhiều sự tò mò và sự hứng thú đến từ các bạn nhỏ. Và khi không gian của Asomcase, không gian công nghệ thiếu nhi Asomcase.
Là những không gian, những khu vực tại phòng đọc thiếu nhi Asapis trong không gian công nghệ thiếu nhi Asapis. Mời quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.